đại hội thì gồm các nội dung cụ thể như sau. Số cổ đông trực tiếp tham dự 128, tổng số cổ đông ủy quyền 41. Việc củng cố và nâng cao năng lực của bộ máy điều hành, thường xuyên theo dõi, đánh giá và kiểm tra các quyết định. Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 32 người thực hiện các nhiệm vụ như quy chế làm việc đã thông qua. Ban chủ tịch là chủ trì đại hội đồng cổ đông thường niên, hướng dẫn các đại biểu làm việc. Điều 3, quyền nghĩa vụ. Điều kiện tham dự cổ đông là xin kính mời quý cổ đông chúng ta tham gia vào tổng kết của đại hội. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm B khoản 7 điều 100.